Thưa quý vị, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại cho trẻ em, cùng với các cấp các ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, quận Hoàng Sơn xác định đây là đợt cao điểm dành mọi quan tâm chăm lo cho trẻ em, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em có cơ hội bình đẳng như các bạn cùng trang lứa. Dâng trào cảm xúc trong niềm tự hào về tình yêu quê hương đất nước biển đảo Việt Nam là cảm xúc của 26 em có hoàn cảnh mồ côi cha hoặc mẹ trong chuyến đến thăm nhà trưng bày Hoàng Sa, khởi đầu chương trình mùa hè của em do Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Sơn phối hợp với các đơn vị tổ chức. Các em thực sự rất vui vì được tận mắt nhìn, đọc và nghe rất nhiều hình ảnh, thông tin quý giá về Hoàng Sa từ quá trình khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Được giới thiệu trực tiếp về những tư liệu quý từ rất lâu đời và các hiện vật được ngư dân đem lại từ quần đảo Hoàng Sa, thì em cũng như các bạn càng có niềm tin yêu về quần đảo Hoàng Sa. Như đã trở thành thông lệ, tháng 6 hàng năm, cả hệ thống chính trị xã hội từ quận đến cơ sở bằng những hoạt động thiết thực gắn kết những tấm lòng hảo tâm, cùng nhau lan tỏa yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đó là những phần quà dành cho trẻ mắc bệnh nặng, qua động viên cho con công nhân lao động, mẹ đỡ đầu chăm lo tinh thần, hỗ trợ vật chất cho những trẻ mồ côi. Mong muốn để các em trong chương trình mẹ đỡ đầu là những trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được giao lưu, gặp gỡ và được tham quan trải nghiệm về giáo dục truyền thống, về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo, và đặc biệt là trong chương trình này thì cũng có kêu gọi các mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ chăm lo cho các em, là thực sự là người mẹ đỡ đầu cho các em trong những cái chặng đường tiếp theo. Không chỉ tháng hành động vì trẻ em mà hầu như tất cả các tháng trong năm đều được các cấp hội phụ nữ nói riêng và cả hệ thống chính trị tại địa phương nói chung luôn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với mong muốn mọi trẻ em đều được chăm sóc và phát triển toàn diện về sức khỏe, trí tuệ, tâm hồn, đạo đức.